Chỗ này sẽ xem cho các bạn là thêm chữ ký. Và cái chỗ chữ ký này, nhắc lại, nó không phải là cái khái niệm chữ ký điện tử nha. Đó là một cái văn bản ghi nhận thôi. Đúng, chính xác. Giỏi. Như vậy thì chúng ta sẽ mở cái Gmail của mình ra. Trên chỗ này nó có cái bánh răng. Trong này các bạn sẽ chọn được nhiều thứ. Ví dụ các bạn sẽ tùy chỉnh về cái đoạn chat và cái meeting. Hoặc là chế độ xem. Chế độ xem là ở đây nó phân ra các cái thẻ hay là xem như thế nào. Thì các bạn có thể là chọn cái chế độ xem trên mail của các bạn. Các bạn sẽ thấy thể hiện. Và cái nào phù hợp thì mình chọn đối với mail của mình. Giao diện bạn có thể chọn là không có hình ảnh gì cả. Nếu bạn thích, bạn có thể thay đổi cái giao diện ở đây. Thì nó sẽ tự động nó thay đổi hình nền. Tự động thay đổi hình nền. Mình có thể chọn một số hình nền khác. Ở đây nó sẽ thay đổi cái giao diện mail của mình cho nó dễ chịu, và mình sẽ thấy nó ok hơn khi mà mình mở mail ra. Rồi các cái loại hộp thư mình có thể phân ra là hộp thư quan trọng, hộp thư mà của công ty hay là hộp thư gì đó, thì mình có thể phân ra và nó có rất là nhiều lựa chọn. Các bạn sẽ lựa chọn ở trong này. Còn chữ ký của mail thì các bạn chọn bên trên xem tất cả chế độ cài đặt. Ở trong này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn. Ví dụ ngôn ngữ hiển thị cho mail. Ví dụ quốc gia của bạn là gì. Cái này nó sẽ liên quan đến việc là các bạn nhận mail quảng cáo hoặc là những cái hỗ trợ cho cái cộng đồng mail của quốc gia đó. Rồi một cái nữa là khi các bạn gửi mail, mà nếu tính của các bạn hôm trước thì có nói là mình hay gửi nhầm thì mình sẽ đặt cái thời gian hủy bình thường là có 5 giây thôi. Còn nếu tính của các bạn mà hay nhầm thì các bạn có thể là tăng lên thành 30 giây. Lỡ mình bấm send thì mình bấm hủy gửi là nó đến 30 giây nó mới hết cái việc hủy này. Nhưng mà tốt nhất hôm trước thầy nói là gì, khi các bạn tạo một mail mới mình không có điền thông tin của người nhận vào thì mình lỡ mình bấm gửi thì nó cũng đâu có gửi. Khi nào mà mình đọc nội dung mail xong, mình kiểm tra các cái file xác của mình đúng, thì lúc này mình đã copy cái địa chỉ email của người nhận, mình dán vào rồi mình bấm send. Ha, cái này là kinh nghiệm để các bạn làm. Vì các bạn gửi tin nhắn thì các bạn có thể thu hồi trên Zalo, trên Message, nhưng mà đối với lại mail khi mà đã send rồi thì không có thu hồi được. Khi các bạn đã send rồi thì các bạn không có thu hồi được. Rồi như vậy mình quay lại chỗ này. Cái thời gian hủy, và các bạn có thể là tìm hiểu thêm trong này giúp thầy. Và cái mục của mình đang quan tâm là nó nằm phía dưới này. Chữ ký. Và cái chữ ký này thầy đang sử dụng, bạn có thể là để chữ ký của tôi, hoặc bạn có thể đổi tên lại là của đơn vị. Là ví dụ như trước đây thầy làm ở đơn vị này thì thầy sẽ đưa là đây. Rồi chúng ta có thể tạo mới một cái chữ ký FPT. Trong này các bạn có thể là lấy thông tin ở đây, bạn sẽ đặt vào, bạn đặt cái thông tin ở đây. Ví dụ như là email, bạn sẽ để là bình tq7a@fe.edu.vn. Ví dụ như là số điện thoại, các bạn để 0123456789 10 số đủ ha. Ví dụ như bạn để chức danh ở đây, chức danh là giảng viên của ngành phát triển phần mềm. Ví dụ như vậy,
thì tùy các bạn sẽ đặt cái thông tin của mình, và các bạn có thể là cho cái này là in đậm, rồi mình có thể định nghĩa thêm là thuộc vào, thuộc ra, hoặc là đánh số thứ tự. Rồi bạn có thể là để màu, màu ở đây mình chọn là màu nền, màu nền hay là màu chữ đó, các bạn sẽ để ở đây. Rồi giảng viên mình có thể chọn màu chữ đấy. Như vậy thì nó sẽ có sự khác biệt. Và mặc định các bạn có thể là để không chữ ký, hoặc là mình chọn chữ ký FPT làm mặc định, thì khi mình tạo mới một cái mail nó sẽ tự động nó tạo. Và phía dưới này các bạn chọn lưu thay đổi giúp thầy, lưu thay đổi, được chưa? Khi mình soạn một mail mới thì nó tự động nó thêm chữ ký vào. Và các bạn, nhiệm vụ của các bạn là tạo cho thầy một chữ ký của riêng mình, và các bạn sẽ gửi đến cho thầy với cái mail là TQ Bình hả, để ghi nhận là cái chữ ký của các bạn. Rồi các bạn sẽ tìm hiểu thêm để làm một cái nữa là trả lời mail tự động. Thì khi mà bạn nhận được một cái mail, nó sẽ tự động nó trả lời. Còn cái việc mà trả lời tự động gì thì các bạn sẽ nghĩ ra một cái nội dung giúp cho thầy, để xem thử là khi mà mình nhận được cái mail thì mình trả lời thế nào là lịch sự nhất, là hay nhất. Thì các bạn sẽ gửi giúp cho thầy, sẽ thiết lập giúp cho thầy cái mail trả lời tự động đó, xem thử là mỗi bạn sẽ suy nghĩ về cái mail trả lời tự động của mình như thế nào là hay, thì các bạn sẽ thiết lập giúp cho thầy. Như vậy trong cái phần mà cài đặt này nè, các bạn sẽ xem thử là cái việc mà mail tự động của mình nó nằm ở đâu. À, đó, ở trong phần này nè, các bạn sẽ kiểm tra xem giúp cho thầy. Đây, ví dụ như là chỗ này nè, thư trả lời tự động, tắt trả lời tự động, là lúc mà các bạn gửi mail cho thầy, các bạn không có thấy là mail nào trả lời hết. Còn nếu như các bạn bật chế độ này lên, bật chế độ này lên, thì nó sẽ tự động trả lời với tiêu đề là cảm ơn, và với nội dung thư, cảm ơn đã gửi thư cho tôi, sẽ trả lời bạn sớm nhất. Để làm gì? Để cho người gửi, người ta biết chắc rằng là người ta gõ cái email đúng. Chứ nhiều khi người ta gõ email TQ Bình mà người ta không gõ TQ mà T9 Bình. Cái chữ Q này nhiều khi người ta tưởng là số 9, người ta gõ vô T9 Bình thì nó sẽ sai cái email. Và nếu sai thì sẽ không nhận được cái mail trả lời. Vậy cái mail trả lời là để khẳng định lại là mình đã nhận được mail của người ta. Vậy các bạn làm luôn giúp cho thầy cái thư trả lời tự động. Thư trả lời tự động. Và các bạn bật lên ngày bắt đầu, ngày cuối cùng để làm gì? Chú ý chỗ này. Tại vì bình thường thì các bạn sẽ, nếu như các bạn đã đi làm, các bạn đã đi làm thì các bạn sẽ có trách nhiệm kiểm tra mail của mình hàng ngày, và các bạn có trách nhiệm trả lời mail. Cho nên cái mail tự động này không nên bật, tại vì mail tự động này nó làm ảnh hưởng đến cái người gửi, nó không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ có ý nghĩa là đã nhận được mail thôi. Còn bạn trả lời sớm thì cái chuyện bạn trả lời sớm, trả lời muộn là cái chuyện của bạn, tôi đâu có cần. Cho nên khi mà mình đã đi làm thì mình nên tắt cái chế độ tự động này đi. Còn nếu như mà cái ngày đó là ngày nghỉ, hoặc là cái kỳ nghỉ hè được vừa rồi, là khi mà đi nghỉ hè là gần như là thầy không check mail luôn, ví dụ như vậy, thì thầy sẽ công bố với khách hàng là tôi đang có một kỳ nghỉ hoặc gì đó, hoặc là tôi đã nhận được, tôi sẽ trả lời sớm nhất. Như vậy để cho khách hàng yên tâm. Đó, thì mình sẽ sử dụng cái này chứ mình đừng có lạm dụng. Nó tự động trả lời, em gửi đến cho thầy là tự động nó trả lời luôn. Hoặc là em thiết lập trên mail của em
thì bạn em gửi đến là nó tự động trả lời luôn. Nhưng mà không nên lạm dụng, không nên lạm dụng nhé. Khi nào cần thì mình bật lên. Và nếu như mà các bạn chú ý nè, khi mình bật lên mình quên tắt thì sao? Cho nên nó có cái ngày tắt. Ví dụ mình đi đâu đó một tuần và mình không sử dụng điện thoại luôn, không sử dụng máy tính luôn, thì ngày hôm nay là ngày 11 thì cho là một tuần, thì ngày 18 là nó sẽ tắt, hoặc là cuối tuần chủ nhật ngày 16 nó sẽ tắt cái chế độ này đi, thì nó tự động bật lên và nó tự động tắt đi. Đó, nó rất là tiện cho mình, được chưa nào? Rồi, hoặc là mình sẽ lựa chọn là chỉ gửi thư cho những người trong danh bạ, còn đối với là những người lạ thì mình không trả lời ha. Mình sẽ lưu thay đổi ở đây, ví dụ thầy sẽ xếp trong vòng một ngày thôi. Trong ngày hôm nay nếu ai gửi thư cho thầy thì thầy sẽ tự động trả lời, còn ngày hôm sau thì thôi. Đó, thì chỗ này các bạn thử gửi đi, các bạn sẽ thấy ngay là trong cái việc thiết lập của mình buổi hôm nay, các bạn sẽ thiết lập cho thầy hai cái, một là chữ ký, hai là trả lời tự động ha. Các bạn làm cái đó ngay lúc này giúp thầy.